Hello cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Cả nhà có nghe được không ạ? Nhà mình nghe được không? Nghe được thầy. Dạ, có thầy ạ. Okay. Cảm ơn cả nhà. Mình xem màn hình giao lưu nhé. Nhà mình nhìn màn hình tốt ạ. Có thể. Đấy, hôm nay nói lại cái hình ảnh. Cái hình ảnh này cũng truyền tải cái thông tin theo bối cảnh nó rất là nhanh thôi. Ngồi một lúc tức là đưa cái này lên để quyết định là cái buổi học vào ngày 8 tháng 6 nhanh thế. Thế là còn 2 hôm nữa là xong rồi. 2 hôm nữa là lại chia tay rồi. Thế và cái room... Thế tất cả những cái chương trình trên Zoom là khoảng 15 buổi sáng và 15 buổi tối, khoảng hơn 30 clip là trên Zoom theo thứ tự với nhà mình nhé. Ở đây mọi người để ý, nó có cái thông điệp, thứ nhất là thông điệp khỏe đẹp tự nhiên này. Khỏe đẹp tự nhiên. Thông điệp tác động cuộc sống. Rồi các cái khái niệm liên quan để nó hỗ trợ. Cái khỏe đẹp tự nhiên thì Thảo có chia sẻ với cả nhà về cái tam giác hiện thực. Bất cứ một cái hiện thực gì, nếu chúng ta xác định được ba cái tọa độ thông tin, chúng ta tạm gọi là tọa độ thông tin, giống như là một cái tam giác ở trong một cái hệ trục không gian ba chiều. Hệ trục không gian ba chiều là cái hệ trục mà bây giờ cái hiểu biết của chúng ta nó đang nắm được. Nếu chúng ta nắm được ba cái tọa độ tương ứng với ba trục của cái hệ tọa độ không gian ba chiều thì mình xác định được một cái tam giác. Thì chúng ta tạm hiểu là cái tam giác đấy xoay sang một cái chiều, một cái khía cạnh khác của cuộc sống thì liên quan đến cái biết, cái tin, cái hiểu. Nếu chúng ta biết cái gì, ví dụ biết về nấu cơm như thế nào, hiểu về nấu cơm như thế nào, tin về nấu cơm như thế nào, thì đấy chính là hiện thực cái khả năng nấu cơm của chúng ta.
Cái tin là phải liên quan đến chúng ta trải nghiệm đa chiều phong phú. Cái hiểu là phải có cơ sở khoa học, phải đong đo đếm được. Còn cái biết có nghĩa là mình biết, mình nói ra được. Thế thì khỏe đẹp tự nhiên cũng thế, nếu chúng ta có thông tin, có hiểu biết và có niềm tin thì chúng ta tự nhiên nó xảy ra như thế. Đấy là một cái trạng thái, nó không chỉ ở trong tâm trí chúng ta mà nó kết nối với tâm trí của những người xung quanh. Thì ở đây Thảo có đặt vấn đề là khỏe đẹp bên ngoài thì nó có cái dân gian là nhất dáng nhì da thứ ba nét mặt. Cái răng, cái tóc là góc con người. Có nghĩa là nếu để ý bên ngoài một cái người mà dáng, da, nét mặt rồi nhìn cái răng, cái tóc, nếu mà ai có câu gì nữa thì cho thêm vào, chúng ta đều có thể kết nối được. Dáng thì là do cái gì? Da thì là do cái gì? Nét mặt thì gồm những cái gì mà nó toát lên đấy? Cái răng, cái tóc là góc con người. Cái nào mà không làm được bằng tự nhiên thì nhân tạo một chút chút thôi cũng được, đúng không ạ? Nó cũng linh hoạt. Mình không có lạm dụng, mình không có ẩu. Thế còn khỏe đẹp nội tâm là tướng do tâm sinh, tâm mượn thân hiển lộ. Thân là ký ức của tâm, cái này nói rất nhiều rồi. Và chính vì thế cho nên nó có một cái vòng tròn Thảo ghi ở bên này. Không ngừng nâng cao nhận thức, cái này có hai ý, và sống có ý thức. Tại vì rất nhiều cái chúng ta nhận thức nhưng mà chúng ta do một cái quán tính của cuộc sống là chúng ta không có làm, chúng ta trì hoãn, hoặc là chúng ta tóm cổ lại là lười. Ví dụ nếu các buổi sáng này mà Thảo không bung ra mồm chuyển lên màn hình là 4:05 dậy, vận động rồi thì làm vài việc sẵn sàng, xong đến 4:45 tập thì Thảo cũng không làm, Thảo cũng sẽ ngủ. Thế thì chỉ vì mình nói thì mình phải làm thôi. Thế nhưng mà làm xong thì quả tình là cái khởi động đầu ngày này với cái cơ sở, đặc biệt là Thảo đã nghiên cứu, đã kết nối tương giao trực tiếp, gần như trực tiếp với những cái người mà nghĩ ra những cái bài này. Đấy là bác Cụ Oanh, đấy là thầy Sadhguru, đấy là thầy Thích Nhất Hạnh, đấy là ông Nguyễn Khắc Viện, và một số kiến thức bổ sung nữa. Nó không có phá nhau mà nó hỗ trợ nhau rất là hợp lý. Thế còn khỏe đẹp và tính không, có lấy một cái câu sưu tầm là bởi bao dung nhìn đâu cũng đẹp, nhờ nhận thức thấy cơ hội nơi nơi. Đây là một cái câu Thảo rất là thú vị, nó là một cái câu sưu tầm. Thì đây là cái thông tin mà đã giao lưu với cả nhà vào cái buổi để đi mời mọi người tham gia cái lớp khai giảng 8/6. Đến 25/6 này là kết thúc. Chúng ta còn sáng mai 24, sáng ngày kia 25, còn hai buổi nữa. Đây ạ. Xin hỏi cái hình này rất quan trọng đây, mọi người có để ý được không, để cho Thảo nói nào. Mọi người để ý ạ. Đây là cái hình vẽ Thảo đã chia sẻ ở trong hai nội dung, hai buổi. Cái này là kết nối giữa cột sống với hơi thở, ngôn ngữ cột sống, và với ngũ thường, có nghĩa là với phẩm chất, với ngũ dục, là với năm cái nhu cầu. Ai mà tích cực thì cái năng lực liên quan đến làm giàu, tài sắc danh thực thì tốt. Có nghĩa là Thảo đã gắn với những cái phẩm chất, những cái ngũ dục, rồi thì những cái ngũ tạng kết nối với cuộc sống. Và cái này đã có nằm trong hai cái buổi chúng ta giao lưu rồi, và đều có clip. Cho nên là ví dụ có một người, người ta nhìn mặt một cái. Tại sao người ta nhìn mặt một cái? Nhìn mặt là thông qua giác quan của họ, và người ta cũng nhìn các cái ánh, cái nét ở trên mặt mình, người ta bảo là ông là gan có vấn đề. Nhìn cái người khác lại bảo bà là dạ dày có vấn đề, mất ngủ phải không, vân vân. Thế thì ngược lại cũng có người nó nhìn cái nó bảo ồ ông này thận hay quá, thận khỏe quá. Người ta lại người nhìn khác, người ta bảo ui rồi tuyệt vời quá, cái gan của bạn cân bằng quá. Người khác người ta lại nói là ồ cái thần của bạn, cái tim của bạn nó mới tuyệt vời làm sao. Tại sao ạ? Tại vì nó nổi lên mặt. Và chúng ta cũng đã kết nối với cái tạng tâm nào
với cái phủ đại tràng nào tương tự với tỳ vị, với phế đại tràng, với thận bằng quang, với can mộc, nó kết nối với cái nhân cách nào của chúng ta, phẩm chất nào của chúng ta. Khi nó bị kẹt thì tên của cái cảm xúc kẹt của nó là cái gì, và ngược lại mới kẹt thì cái diễn dịch của cái ngũ đức đấy nó là cái gì, hay là nói cách khác là cái phẩm chất đấy nó là cái gì. Ví dụ nhân là yêu thương, thùy là ăn uống, thùy là liên quan đến nghỉ ngơi thư giãn thì nó là lễ phép lễ phải, thực là ăn uống thì nó liên quan đến chữ tín, chữ cam kết. Rồi thì danh phận nó liên quan đến trách nhiệm. Rồi thì sắc, có sắc thân, sắc tướng, nó liên quan đến tĩnh lặng, quan sát, lắng nghe. Và tất cả những cái đấy khi nó kẹt thì sao ạ? Nó kẹt thì tâm là động, rồi thì can thì là giận, thận thì là sợ, phế thì là buồn, tỳ là lo nghĩ. Cho nên là mỗi một cái nó đều có những cái kết nối. Thì cái này là cái mà Thảo đã chia sẻ xong hai cái rồi, chỉ nói qua lại để cái cơ sở biết là thế này. Khi chúng ta biết là chúng ta có thể kết nối giữa cái thân và tâm, tâm hiển lộ ra thân, nhưng mà thân thì nó lại phá cách vào tâm, nó lại tháo định hình ở tâm. Cho nên nó là hai chiều. Có thể nếu mà ai mà tham gia những cái buổi tâm linh chia sẻ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh thì sẽ thấy thầy nói là ở xưa lắm rồi, đừng có tách với tâm với thân ra nữa. Tâm với thân xưa lắm rồi, đừng tách ra nữa. Nó là một nhà mình ạ. Chúng ta tự xem nó là một. Nó là một theo cái quan điểm nào mà nó là một nhé. Đây mọi người để ý ạ. Mọi người để ý cái hình bên phải đây. Bên trái đây là cái hình mà chúng ta vừa nghe bài hát đấy. Đây là cái quan điểm, theo một cái quan điểm cấu trúc con người theo tôn giáo. Còn cái này á, thì chỉ khoa học thì phải tách ra chỉ nói cái phần thân thôi. Ở bên này nó là thân tứ đại, đất nước lửa gió tạo thành con người. Còn bên này thì nó bắt đầu bằng các hạt hạ nguyên tử, rồi các nguyên tử phân tử, neutron, proton, điện tử, rồi tạo thành các nguyên tử tạo thành các phân tử tạo thành tế bào tạo thành các mô tạo thành các cơ quan tạo thành hệ cơ quan, xong rồi tạo thành cơ thể người. Đây là theo quan điểm của khoa học. Thế nhưng mà chúng ta biết ở trong cơ thể con người cái gọi là cái phần nằm trong các cái rất nhỏ trong các cái tế bào này này, nó có một cái thông tin nó gọi là gen. Nhà mình, gen. Tại sao có một người con tự nhiên cao ráo, mình bảo gen. Có một người gọi là tự nhiên xinh đẹp, gen. Có một người là tự nhiên lại khỏe, đột biến, gen. Có một người thì tự nhiên là thần thông, học giỏi, gọi là trí tuệ siêu việt, gen, nhà mình. Thế thì cái gen này nó là vật chất hay là nó là tâm linh? Đây có một bài nói chuyện chỉ 10-15 phút thôi. Nếu chúng ta nghe chúng ta thấy là chúng ta không có thể tách tâm và thân ra khỏi cái gen này. Mặc dù gen là một cái phần rất nhỏ, nếu mà xét về góc độ vật chất thì nó thuộc về thân. Nhưng mà có thể nói ở góc độ khác, chúng ta dùng cái từ là gia sản tổ phụ. Gia sản tổ phụ của nhà mình có nghĩa là đời đời kiếp kiếp ông bà gia tiên tiền tổ chúng ta đã có những cái trải nghiệm gì, đã có những cái nhân duyên gì, đã có những cái thành tựu gì, và cái nhân duyên thành tựu đấy nó mã hóa như thế nào, nó đều có trong gen chúng ta, ở bối cảnh nào, ở người nào, giai đoạn lịch sử nào, nếu mà hợp lý, nếu mà phù hợp thì nó bật cái gen đấy ra. Và cái gen này là tốt hay xấu ạ? Không có tốt có xấu. Cái gen này chỉ là khái niệm là tốt hay xấu, và chúng ta tận dụng cơ hội đấy là tốt hay xấu thế nào thôi. Nếu mà chúng ta nghe những câu chuyện như là Thái Ông Thất Mã thì chúng ta biết là cái việc mất mượn ngựa không phải là tốt, không phải là xấu. Con gãy chân không phải là tốt là xấu. Con đi bộ đội không phải là tốt hay xấu. Mà tất cả những cái đấy là khái niệm mình quan điểm cho rằng và mình tận dụng cái cơ hội đấy là thế nào. Cho nên mới có cái câu là vì bao dung mà nhìn đâu cũng đẹp, vì nhận thức mà cơ hội ở nơi nơi là thế. Tại vì cái người nhận thức ở bậc 3 là nhận thức tính không, là người ta có thể tìm thấy cơ hội ở mọi hoàn cảnh.
hôm nay ở cái cũng mong mọi người phải chủ động kết nối, rất mong mọi người chủ động kết nối. Còn có thể nói là cái cấu tạo về cấu trúc con người có cả, nó gọi là tâm tánh tình thân. Tâm là cái tâm chân thật ở bên trong, cái tánh là 16 tánh người phức hợp kết hợp, tình là cách chúng ta nghĩ, là cách chúng ta cảm xúc, cứ mỗi ở một cái cấp độ của cái tính người ấy. Ở mỗi một cấp độ nghĩa là cái ham muốn suy tưởng của chúng ta về tài sắc danh thực thùy như thế nào thì quyết định cấp độ, mức độ của sân, của si, của mạn, của nghi, của ác kiến, rồi thì thọ thế nào, hành ra sao và thức cái gì ấy. Thì cái này cứ ở mỗi cấp độ thì nó tạo ra một cái trạng thái hormone. Ở cái trạng thái hóa chất đấy thì cảm xúc nó là cái gì, cho nên nó gọi là bong bóng ảo giác, nó trào dâng. Nếu mà chúng ta tách cái biên độ càng rộng ra thì nó càng nhiều. Và cái này có thể nói là như Thảo cũng có duyên kết nối với rất nhiều, rồi trải nghiệm nhiều, thì Thảo thấy là cái này là cái mô hình nó có rất nhiều cơ sở khoa học ẩn đằng sau, và nó có thể giải thích được tất cả các cơ chế của tính người. Trước tiên mà để đi vào cái mà Thảo đặt vấn đề là cấu tạo con người đấy, sau đấy là khỏe đẹp cùng tác động cuộc sống ấy, thì Thảo nói qua về cái tác động cuộc sống để nói lại, chứ chính là chúng ta phải tự nhớ những cái gì, tự ngộ những cái gì, tự chuyển hóa những cái gì để áp dụng cho nó phù hợp. Thì thứ nhất là chúng ta phải nhớ là tác động cuộc sống, phương pháp tác động cuộc sống Việt Nam ấy, là có thể phòng được bệnh. Thứ hai là khám được bệnh, khám chữa được bệnh. Thứ ba là phục hồi chức năng được. Làm thế nào làm được là có một hệ thống các nguyên tắc, các phương thức, các thủ thuật trên cơ sở cấu tạo con người, gọi là các cái đặc trưng sinh lý. Và vì nó kế thừa được tinh hoa cổ truyền và ứng dụng được thành tựu khoa học kỹ thuật, cho nên có đến 6 đề tài được đến gần 30 nhà khoa học và thầy tổ phương pháp tác động cuộc sống đã thực hiện từ trước những năm 2000, cũng như là được dạy ở tất cả các cái tổ chức, nhà trường, các tổ chức sức khỏe, y tế. Cho nên đầu tiên là cái phần tác động cuộc sống Thả đã chia sẻ, có thể nói là rất kỹ về lý thuyết. Tất nhiên, dục tốc bất đạt, chúng ta chỉ cần biết có cái mục tiêu, là chúng ta có cái phương tiện, chỉ cần đôi tay tác động lên đối tượng là cuộc sống, có thể can thiệp vào không chỉ phần thân, mà can thiệp vào cả tâm của người thương hữu duyên. Thế thì từ đầu giờ Thảo nói về kết nối giữa tâm với cuộc sống. Và bây giờ Thảo nói lại cái cuộc sống. Cũng đã có những cái ý thông qua cái gen mà nói rằng tâm thân của chúng ta có thể nói là không hai. Thật là, dùng cái từ của thầy Thích Nhất Hạnh là thật là tốn giấy mực và nước bọt để cứ tách nó ra. Chỉ có điều là chúng ta chưa hiểu về nó. Chúng ta chưa hiểu về cái con người, cái tổng thể tiểu vũ trụ của chúng ta. Chúng ta có gọi là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, đúng không ạ? Là chúng ta ít tài liệu về cái đấy quá. Hôm nay Thảo chia sẻ một cái chút thế này để mọi người tăng thêm cái mà liên quan đến cái mượn, cái kết nối giữa cái cơ thể vật chất mà thông qua cái cuộc sống này với một số cái thành phần nội tâm quan trọng. Xin phép để xem dùng cái hình ảnh nào cho nó dễ. Chúng ta sẽ dùng cái thuần túy cuộc sống này để chúng ta hình dung nữa. Đây ạ, chúng ta để ý ạ. Đây là một trong những cái hình ảnh cái cuộc sống mà đang muốn chia sẻ. Ở đây có ba cái trung tâm nhà mình. Trung tâm số 1 này. Trung tâm số 2. Và trung tâm số 3. Ba cái trung tâm này
nó tương ứng với ba cái khu vực đại huyệt rất là lớn trên cơ thể mình. Ở trong tác động cuộc sống ấy, thì cái chỗ này gọi là văn phòng chính phủ đấy. Văn phòng chính phủ là thế nào ạ? Là cái cơ quan trung gian giữa các cái trung ương với tất cả các địa phương. Văn phòng chính phủ. Còn cái luân xa tương đương với cái luân xa tâm này này, thì trong này nó tương đương với đốt sống T7 mà chúng ta nói là trung tâm, nó gọi là trung tâm điều nhiệt. Trung tâm điều nhiệt toàn thân, ngoài là tiểu tâm, trong là phụ mẫu, cân bằng âm dương, nhâm đốc gặp nhau, điều nhiệt toàn thân. Còn cái thứ ba, nó là trung tâm thần kinh thực vật. Cái này nó gọi là, nếu mà luân xa, nó liên quan đến luân xa 2, luân xa hành động. Cái luân xa hành động. Và cái này á, là nó là trung tâm phủ của thận. Thận chủ cốt tủy, khai khiếu ở răng, ở tai, ở tóc. Thận là nó liên quan đến chí khí, sức mạnh của chúng ta đấy. Cho nên là có những cái đốt sống ở khu vực này, nếu mà thay đổi như thế nào thì đồng bộ với nó, là nó điều kiện cái tâm của chúng ta như thế nào. Cái luân xa này là tương đương với luân xa 3 nhà mình. Luân xa 3 này. Cái này là tương đương với luân xa 4. Cái này là tương đương với luân xa 5 này. Cái luân xa này là liên quan đến cái luân xa liên quan đến truyền thông. Cái này liên quan đến chuyển giao giữa cái nền tảng vật chất với thượng tầng tâm linh. Những cái người mà vào cái trạng thái này thường là những nghệ sĩ đây, những nghệ nhân đấy. Thế rồi cái luân xa này là cái luân xa, nó gọi là cái luân xa của hành động. Khi mà kẹt ở cái khu vực trung tâm này, số 3 này, luân xa 3 này, là nó, chúng ta có cái cảm xúc nó gọi là tự ti mặc cảm xấu hổ. Đây là các cái tên, những cái mức độ, cấp độ của cái cảm xúc yếu xấu nhất, không làm được cái gì cả. Tự ti mặc cảm xấu hổ. Ẩn đằng sau của nó là những cái nỗi sợ. Tất cả những cái kẹt của sợ, do lập trình, do sợ thất bại, do sợ chỉ trích, do sợ mình ngu, do sợ mình thiếu điều kiện, do sợ mình không nhìn thấy tương lai, tầm nhìn mình không có. Tất cả cái sợ, mà càng sợ, càng kẹt, càng stress, thì những cái cấp độ của cái tự giới hạn nội tâm đấy tăng lên. Còn kẹt ở đây ạ, kẹt ở đây nó là động tâm, nó là đau chắc ẩn đấy. Còn nếu mà kẹt ở đây ấy, kẹt ở đây thì nó có một cái trạng thái nó diễn dịch, làm cho cái ý thức của mình diễn dịch những cái loại hormone. Mà khi nó bị kẹt, nó làm cho mình có cái xu hướng nói dối. Nói dối về bản thân. Nói dối về các cái mối quan hệ của mình với trời đất, với thiên địa nhân. Nó gọi là liên quan đến cơ chế truyền thông của nhà mình. Thế thì hôm nay Thảo chỉ chia sẻ ở đây 6 cái từ thôi ạ. Cái từ thứ nhất là cái từ thứ nhất nó gọi là từ tin cậy. Từ tự tin, nhà mình tự tin. Tự tin. Khi chúng ta hiểu, chúng ta biết, chúng ta tin là chúng ta xứng đáng tự tin. Nhưng mà về điều kiện đấy là về nhận thức. Nhưng mà về cơ thể nó liên quan đến cái đốt sống L3, L4, L5 này. Ở trạng thái mất tự tin, mặc tự tin mà cảm xúc hổ, thì các cái đốt sống đấy nó có xu hướng nó rệu rã bật dần xong. Còn ở cái trạng thái mà tự tin thì nó ngay thẳng kín khít. Ở đàn ông thì tiến ra phía trước. Nhưng ở phụ nữ thì rất tuyệt vời nhà mình. Ở phụ nữ, ở cái trạng thái tự tin nhất ấy, thì người ta lại không rệu rã. Nó vẫn kín khít,
bền bỉ nhưng nó có xu hướng lùi ra đằng sau như một sự nhượng bộ, một sự đón đỡ, một cái cơ chế của nền tảng để làm bệ phóng cho gia đình, cho con cái. Và đặc biệt ngay từ khi giao phối và mang thai thôi, thì nếu mà người phụ nữ mà lùi đằng sau thì có xu hướng dễ thụ thai và chăm sóc cái bào thai tốt. Còn nếu mà thẳng tiến ra đằng trước như đứng tấn thì có cơ chế là khó thụ thai và dễ rơi thai. Đấy là cái từ thứ nhất là từ tự tin. Chúng ta tự tin thì tự nhiên nó có một cái trạng thái cảm xúc là đúng, là chắc chắn xảy ra. Cho nên trong chữa bệnh cũng thế, khi chúng ta chữa cho ai mà chúng ta tự tin ấy, thì gần như đây là một cái trạng thái năng lượng rất là tích cực, rung động điện từ rất là dương, năng lượng rất là cao. Cho nên nó như là nó gọi là tâm linh, nó gọi là trời đất, như là đứng đằng sau mình để mượn cái cơ thể mình để chữa cho người khác, cho người bệnh nhà mình. Còn cái từ thứ hai ạ, từ thứ hai là cái từ vui vẻ. Đây là một cái trạng thái khi chúng ta thực hành nghi lễ đúng lẽ phải, chúng ta tuân thủ các quy định của pháp luật, của đạo lý, của niềm tin, và cơ thể chúng ta được thư giãn vui vẻ. Nó là một cái trạng thái, đấy là cái mà chúng ta đáp ứng được những cái lý lẽ của trái tim nhà mình. Đây là cái số 2. Đây là những cái trạng thái khi chúng ta làm bất cứ cái gì mà ở trạng thái năng lượng dương, gọi là năng lượng cao, đấy là tự tin, đấy là vui vẻ, thì những cái điều như ý, những cái nghiệp như ý, nó có xu hướng nó hiển lộ. Còn cái thứ ba nó gọi là tự hào nhà mình. Tự hào, đây là một cái cơ chế truyền thông tự thân. Đây là một cái cơ chế truyền thông tự thân nhà mình nhé. Ba cái này liên quan đến ba cái cơ chế năng lượng rung động ở các cái trung tâm này: tự tin, vui vẻ, tự hào. Đây là ba cái cơ chế nó mang tính chất là tự thân nội bộ ở bên trong chúng ta. Những cái trạng thái năng lượng dương rất quan trọng. Nếu chúng ta không có gì để tự hào, nếu không có gì để vui vẻ, nếu không có gì để tự tin, không có điều gì tốt lành xảy ra được. Tất nhiên vẫn có trường hợp người ta gọi là phước đức cao quá. Có phước, nhưng bản chân của phước là gì ạ? Phước chính là các cái khối năng lượng thường trực ở trong chúng ta đấy. Khi mà chúng ta có nhiều cái năng lượng tích cực, nó đã thường trực ở trong chúng ta rồi. Thế và khi biết về ba cái này nữa thì chúng ta cần biết cái cặp đi song song với nó, cùng với tự hào này là sự tri ân, cùng với tự hào là phải là tri ân. Không có thành tựu gì là thành tựu của chúng ta, không có thành tựu gì là thành tựu của ta, mà thành tựu đều của trời đất, của cộng đồng. Có thể nói bất cứ một cái gì chúng ta tiêu thụ, chúng ta sử dụng thì đều có công sức, có đóng góp của tất cả những gì có mặt ở trên cuộc sống này. Cho nên là cái ẩn đằng sau cái tự hào nó là một cái năng lượng tri ân này. Cho nên người ta mới nói là trân trọng tri ân. Trân trọng là sở hữu, tri ân là thiên trường địa cửu. Nếu mà chúng ta không hiểu cái gốc của tự hào nó từ tri ân mà đến, thì cái tự hào của chúng ta cũng mất ngày, mất rất nhanh. Cái thứ hai là vui vẻ, thì ẩn đằng sau của nó, đấy là năng lượng của thương yêu. Năng lượng của thương yêu. Cái năng lượng của thương yêu này làm sao chúng ta có thể đong đo đếm được? Nó có ba cái yếu tố. Thứ nhất, khi có sự hiện diện của thương yêu thì không có phán xét. Không có phán xét. Khi có năng lượng của thương yêu
thì chúng ta cảm thấy nó có một cái trạng thái năng lượng của trật tự khiêm tốn, nó như là khiêm tốn. Khi có năng lượng của thương yêu, nó có cái cách hiển lộ của quan tâm chăm sóc vô điều kiện. Thứ nhất là khiêm tốn, thứ hai là không phán xét, thứ ba là quan tâm chăm sóc vô điều kiện. Chúng ta đã bao giờ có ai thích xem bóng đá không? Có ai thích xem bóng đá? Một phút 90, đội nhà mình ghi bàn và vào chung kết hoặc là giành cúp, các bạn có phát hiện ra các bạn có thể quay sang ôm ngay một cái người mà bình thường vẫn cho là kẻ thù không? Mà ôm có khi còn ôm hôn thắm thiết luôn, ở đúng cái thời điểm đấy luôn. Đấy là những cái biểu hiện của yêu thương đấy. Thì đây cũng là cái cách của thực hành, có nghĩa là thực hành khiêm tốn, thực hành không phán xét, thực hành quan tâm chăm sóc không vô điều kiện. Và cái này thực ra nó lại được cho mình chứ không phải được cho cái người mà đối tượng đâu nhà mình, nó lại được ngay cho mình. Và muốn làm được cái này, chúng ta lại phải có một cái năng lực tĩnh tâm để quan sát tâm chúng ta. Chúng ta quan sát tâm chúng ta xem chúng ta có đang tự tin thái quá mà thành kiêu ngạo không? Chúng ta có tự ti không? Tự ti thì hít thở thay đổi thôi, thay đổi cái trạng thái cơ thể cái, thay đổi cái đối tượng nghĩ cái là tự nhiên hết ngay. Thế rồi có phán xét người khác không? Tức là có đang hướng đến cái quan tâm chăm sóc người ta không? Vô điều kiện không? Thì mình chỉ cần soi cái tâm mình thôi. Nhưng mà rất hay cái là khi mình tĩnh lại soi tâm mình thì trí tuệ lại hiển lộ. Trí tuệ phát sinh duy nhất thông qua lắng nghe và quan sát của mình. Cho nên là lắng nghe, thiếu hiểu, quan sát, nhận ra. Mà nếu chúng ta không tĩnh thì không lắng nghe được. Không tĩnh thì không quan sát được. Lắng nghe, thấu hiểu, quan sát, nhận ra. Cái thứ ba, cái tự tin này thực ra có được là nhờ cái từ ẩn đằng sau nó là chữ tin cậy. Dù là vô hình hay hữu hình, khi chúng ta còn bé, có khi có một cái trạng thái năng lượng, có một cái tiếng ồn, tiếng động nào đấy thì chúng ta khóc. Nhưng mà chỉ cần nghe cái tiếng mẹ ở ngoài cửa thôi thì là yên tâm rồi. Chỉ cần nghe cái tiếng mẹ ở ngoài cửa là yên tâm. Mình nhớ khi mình còn trẻ, còn thanh niên bé bé, 12, 13 tuổi thì cứ đánh nhau giữa hai làng bên cạnh. Thế có một cái anh nhiều hơn mình 4, 5 tuổi. Bé tí thì thả bò thôi, nhưng mà đánh nhau với hàng xóm, đánh nhau với làng bên cạnh ấy, là anh ấy mới cái có một cái anh ở xã khác, anh đến cắt rau của chúng mình thì anh cầm cái liềm. Không biết mọi người có biết cái liềm không? Cái liềm nó cong cong thế này này. Cong thế này này. Cong nó có cái chuôi thế này này. Các cái liềm nó có cái răng thế này này để cắt lúa, cắt rau ấy. Cái kích thước này nó khoảng 30 phân. Mà khi người ta cắt nhiều, cái mũi này nó thường sáng trưng ra, tại vì nó cày xuống đất mà nó sáng trưng ra. Thế thì cái anh này, anh hái rau vừng ở chỗ nhà mình, thì có một cái anh ở chỗ mình nhìn thấy, gọi là đối thủ của hàng xóm, bắt đầu mới lấy con dao nhíp thì nó bằng cái ngón tay ấy, gập vào xong ấy, vặn cái lưỡi nó ra, xong bắt đầu cầm cài vào bụng, ưỡn nẹo đi lại, bảo thằng kia, ai cho phép mày đến làng tao để hái rau? Xong bắt đầu mới cầm con dao ướn cái bụng ra để cho nó nhìn thấy con dao, không từ từ đưa tay vào bảo đứng lên biến khỏi đây. Thế là nó nhìn xong nó cầm cái liềm, bắt đầu nó trèo qua hàng rào, nó trèo nó tiến lại, thế là chạy bán sống bán chết, dao rơi ở đâu không biết, nhà mình tự tin mất hết luôn. Thế nhưng mà đang chạy thì tự nhiên lại có ba cái anh lớn hơn, chắc anh khoảng 20 tuổi, lực lưỡng, cầm cuốc mới cầm xẻng đi làm về. Thế là chạy nơi gặp anh đấy, cái bảo anh ơi, thằng kia nó đánh em. Thế là ba ông chạy lại. Thế là cái anh choi choi này cũng chạy lại theo, thì ba anh kia anh chạy lại, anh nắm cổ cái cậu, cái anh mà hái rau của làng khác đấy. Thế là anh này anh
Tự nhiên nhờ có cái sự hiện diện đấy mà cái lòng tin nó có được qua tin cậy, nó nhảy vào nó đấm cái ông kia túi bụi. Thế xong là cứ thò tay vào túi và người bảo đâu dao đâu rồi, tôi chiến được này, dao đâu, chiến được này, nhưng mà không thấy dao đâu cả. Là lúc trước sợ quá chạy rơi mất rồi, nhà mình rơi mất, sợ chạy rơi ấy. Đây là ba cái trung tâm rất quan trọng. Khi mà chúng ta nhớ cái này thì chúng ta chỉ cần nhớ số cái khái niệm nguồn này gắn với ba cái trung tâm cuộc sống này: tri ân và tự hào, vui vẻ, có yêu thương, tự tin nhờ tin cậy. Và nếu chúng ta nhớ cái này thường xuyên, ý thức bằng cái này thôi, thì có thể nói là những cái khác nó cũng không có hiện diện được nữa. Và cái này chúng ta có thể thông qua sự ngay thẳng, thư giãn cuộc sống. Nếu chúng ta liên tục ngay ngắn, thư giãn, ngay ngắn có cái yếu tố chắc chắn, ngay ngắn, thư giãn, hít thở, thong dong đùng đỉnh, thì có thể nói và chúng ta lại nhớ cái khái niệm nguồn liên quan đến truyền thông, liên quan đến nghệ thuật yêu thương, liên quan đến hành động tự tin, thì nói thật là tuyệt vời lắm. Rất là mong có một người nào đấy thực hành tốt cái đấy và cho mình biết kết quả để trợ duyên cho mình, tại vì mình cũng chỉ nói cái mồm thôi chứ còn cái hiển lộ thì có rồi nhưng không có nhiều nhỉ. Sợ gọi là niềm tin giới hạn, đúng rồi ạ. Sợ là một trong những cái niềm tin giới hạn. Dạ, bây giờ là thế này ạ. Bây giờ là 6 giờ kém rồi. Bây giờ nói bây giờ mới quay về cấu trúc con người. Thì nói ngắn thôi. Nói ngắn khoảng 10 phút thôi. Mọi người tham khảo nhé. Cái này muốn biết là cấu trúc con người thì chúng ta học cái gì, để chúng ta nếu mà ai mà có hứng thú muốn học thì nhắn Zalo xong mình gửi cho. Mình gửi cái chương trình đấy học, và khi mà học mà thấy hay ấy, học ở trên mạng thôi mà, thì có thể đăng ký vào cái lớp để cho nó nghiêm túc. Khi mình học nghiêm túc kết quả nó rất là khác. Đây ạ, mời chúng ta tham khảo đây. Chúng ta có nhìn được không ạ? Có đây ạ. Đây, chúng ta nhìn này. Có thể nói là cái này á, cái này là cái hình chưa từng được chia sẻ trên mạng. Đây là cái hình chưa từng được chia sẻ trên mạng. Nhưng mà có thể ở góc độ nào nói thì tất cả là chúng ta phục vụ cho cái này thôi. Đấy là phục vụ cho cái đổi đời nhà mình ạ. Cuối cùng là đổi đời. Về cao thì là nó gọi là trưởng thành tối hậu, còn thấp thì cuộc sống viên mãn. Gọi là thấp nhưng mà nó là giàu toàn diện, là khủng khiếp lắm nhà mình. Còn cao nó gọi là trưởng thành tối hậu tối thượng. Trưởng thành tối hậu tối thượng là thế nào ạ? Trưởng thành tối hậu tối thượng là cái máy con người này nó được thiết kế ra cái chức năng của nó vô địch là cái gì, thì mình phải hiểu và sử dụng được nó theo cái cách đẹp, gọi là chân thiện mỹ đấy. Thế thì nó có một cái công thức rất đơn giản thôi, là chúng ta đổi hình là đổi được đời. Đổi được hình là cái gì ạ? Là cái hình ảnh thường trực trong nội tâm chúng ta là cái gì? Mà cái hình ảnh đấy là có yếu tố vật chất. Hình ảnh đấy đã có hình ảnh, có nghĩa là nó thể hiện vật chất, có nghĩa là đong đo đếm được, có nghĩa là dịch chuyển thay đổi được. Cho nên là đổi hình thường trực trong nội tâm chúng ta. Mà cái hình ảnh trong nội tâm chúng ta do đâu mà có ạ? Do chúng ta biết, chúng ta hiểu, chúng ta tin, và cái những cái việc tốt chúng ta đã làm được. Tại sao những cái việc tốt chúng ta làm được mà nó lại đổi hình bên trong? Cái này nó liên quan đến những cái khái niệm nguồn. Đấy là cái khái niệm thành công của người khác, nó trợ duyên cho hình ảnh thành công trong mình. Nó là cái hình ảnh trân trọng, biết ơn, cảm động, rồi thì hạnh phúc, rồi thì vui vẻ, rồi thì tri ân, rồi thì tự tin của người khác. Nhưng mà chúng ta được nhìn thấy, mà đặc biệt là nhờ cái việc chúng ta đóng góp trợ duyên vào đấy, mà chúng ta có những cái rung động năng lượng đồng bộ với những cái người mà chúng ta có duyên giúp người ta. Cho nên cái người mà chúng ta có duyên giúp người ta, đấy là phước của chúng ta.
Đôi khi chúng ta tưởng là chúng ta tài giỏi, tưởng là chúng ta công to lớn lắm và mất luôn, mất phước đức luôn này. Tại vì ngay khi người ta có ý tưởng, mình có ý tưởng thôi thì đã ảnh hưởng đến người ta, ảnh hưởng đến ngay cái việc mình làm rồi. Nhưng mà cái năng lượng dương ở trong mình là nó mất hết luôn nha mình. Ở đây á, chính là mình tóm tắt bốn cái nguyên lý và ba hệ quy chiếu, có thể nói là cái xương của cả chương trình thấu hiểu nội tâm. Đấy là nguyên lý sáng tối, có nghĩa là cứ có khỏe thì không có ốm. Cho nên là thay là đi tìm xem có cái ốm gì để chữa thì chăm sóc dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe, có khỏe không có ốm. Thứ hai là vòng tròn tri thức là cái nguyên lý để kích hoạt, để tăng trưởng nhận thức hàng ngày bằng một cái cách rất đơn giản là chỉ thông qua khiêm tốn và cầu thị trong quá trình tương giao với người khác. Mà con người qua tương giao, con người là vốn quý, con người là thầy, con người là không có vấn đề. Cái nguyên lý thứ ba là nguyên lý kích hoạt não người hướng đến ngôn ngữ tương lai. Đây là ngôn ngữ duy nhất của động vật ở người có. Còn các loại động vật khác không có ngôn ngữ tương lai. Và cái nguyên lý thứ bốn là nguyên lý tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ. Có câu hỏi, có nghi vấn thì mới có hiểu thì mới có chuyển hóa thì mới chuyển đời. Sống lâu không quan trọng, quan trọng là khi nào ngộ ra thôi. Sống dài, sống ngắn không quan trọng, quan trọng là khi nào ngộ ra thôi. Chết già, chết trẻ không quan trọng, quan trọng là trước lúc chết có ngộ ra không. Còn ba cái hệ quy chiếu là cái gì ạ? Là cái nền tảng cơ sở, nó là cái nội dung hàm chứa tất cả những cái khái niệm nguồn. Và thông qua đấy chúng ta kiến tạo các cái khái niệm nguồn có lợi. Khái niệm nguồn có lợi là tất cả những cái hiểu biết tin. Ví dụ chúng ta hiểu về yêu thương là thế nào, chúng ta hiểu về vui vẻ là thế nào, thì chúng ta mới kiến tạo cái vui vẻ trong mình được. Tại vì khi chúng ta biết, chúng ta hiểu, chúng ta tin về cái vui vẻ thì vui vẻ nó hiện diện trong chúng ta. Khi chúng ta biết về cái tin, cái yêu, biết hiểu tin về cái khỏe thì cái khỏe nó hiện diện trong chúng ta. Tại vì tin chính là năng lượng hiển lộ nhà mình nhé. Chứ còn các cái trạng thái rung động năng lượng nó đến từ cái việc biết hiểu tin ở hiện tại, nhưng mà nó còn liên quan đến quá khứ chúng ta làm được cái gì, chúng ta trải nghiệm cái gì, quá khứ chúng ta đã biết hiểu tin cái gì và nó đã hiển lộ ra công việc gì. Thế và nó có một trong những cái đổi đời này diễn dịch bằng một cái tam giác, như ở đây vẽ theo một cái đẳng thức. Đấy là chúng ta muốn quả như ý. Muốn quả như ý thì chúng ta phải làm siêng, làm rõ điều mong muốn tương đương với cái hình ảnh ở trong nội tâm chúng ta. Thế còn chúng ta phải có nhân cộng với duyên, nhân tốt cộng với duyên lành thì bằng quả như ý. Duyên lành đấy là làm gieo những cái điều tốt lành về vật chất, về nhận thức, về cuộc sống cho người khác. Thứ hai là thay đổi nhận thức về người khác, đã là con người không có vấn đề, đã là con người thì là thầy của ta, đã là con người thì là cây cầu, đã là con người thì là con đường, là con đường đồng hành với ta, là con cầu kết nối các con đường. Mình rất thích ông thầy, ông nói là này, đã gặp ai chơi từ bây giờ quyết định chơi 50 năm luôn. Quyết định luôn, để bất cứ có một cái trạng thái phán xét tiêu cực gì chúng ta phải biết đường mà gạt đi, biết đường mà kỹ thuật để thay đổi. Còn nhân tốt là cái gì ạ? Nhân tốt là chúng ta phải học những cái khái niệm có lợi. Ví dụ chúng ta biết cái sợ hãi, mặc cảm, tự ti, xấu hổ thì chúng ta không nghiên cứu về nó, mà chúng ta nghiên cứu về cái khái niệm ngược của nó, đấy là tự tin, đấy là tin cậy là cái gì. Khi chúng ta học rõ cái từ tự tin, nó hiển lộ năng lượng thế nào, nó hiển lộ cơ thể thế nào, nó hiển lộ ở hiểu biết thế nào, thì chúng ta chỉ cần làm theo cái đấy thôi. Ví dụ tự tin
thì chúng ta biết là một cái trạng thái mà chúng ta biết nó chắc chắn nó là như thế, nó đạt được cái điều như muốn như thế. Đấy là chúng ta hiểu, biết ở trong. Còn hiểu là chúng ta biết là cái cơ thể nó ngay thẳng, nó đứng tấn, mắt nó nhìn thẳng, lực ngực nó ưỡn lên. Còn về cảm xúc, nó là một cái trạng thái cảm xúc nội tâm mà nó hiển lộ cái hình ảnh rồi, một cái sự chắc chắn ở trong tâm chúng ta, nó đại diện cho cái hóa chất đấy. Thế thì chúng ta biết thừa rồi. Cái tin, cái tự tin bao giờ nó đi với tin cậy. Cho nên là chúng ta có biết là khi chúng ta, ví dụ ai sợ chó, thì chúng ta nếu mà thấy có 4-5 người đi cùng thì chúng ta đỡ sợ không? Ai sợ chó mà lại thấy có cái gậy ở đấy thì cầm cái gậy thì tự nhiên chúng ta đỡ sợ không? Tại vì chúng ta tin cậy vào cái gậy, chúng ta tin cậy vào cái vũ khí chúng ta có, tin cậy về con người ở cạnh chúng ta, tin cậy ở cái thế chúng ta đang đứng. Khi mà vứt chúng ta xuống biển, nghiên cứu cá mập, người ta làm một cái lồng, chúng ta chui vào đấy và chúng ta tin cậy cái lồng đấy là con cá mập nó không có làm được cái gì cả. Đấy là cái cảm xúc nó có được nhờ sự tin cậy. Cho nên là nhân tốt là phải làm khái niệm nguồn có lợi và có những cái hệ quy chiếu chuẩn. Thì hệ quy chiếu chuẩn của chúng ta ở ngoài đời là có 3 hệ quy chiếu. Đấy là hệ quy chiếu khoa học, đấy là hệ quy chiếu tôn giáo, đấy là hệ quy chiếu của đạo lý. Còn ở chương trình này thì hiển lộ nó cũng theo tinh thần đấy, nhưng mà bằng 3 cái mô thức cụ thể. Đấy là tam giác hiện thực là liên quan đến đạo lý, công thức cội nguồn là liên quan đến khoa học, và cấu trúc con người là liên quan đến đạo lý, đến tôn giáo. Nó nghĩa là thuần tin, khoa học thì thuần hiểu, đạo lý thì thuần tin, và tôn giáo thì thuần tin và đạo lý thì thuần biết. Nhà mình nhé. Sơ bộ thế. Thế còn bây giờ Thảo xin phép Thảo nói qua về cái cấu trúc con người thì chúng ta học cái gì ạ? Thông qua cái cấu trúc con người mà chúng ta hiểu là tâm tánh tình là cái gì? Thông qua cấu trúc con người để chúng ta hiểu là nội tâm của chúng ta, nội tâm thì bằng tâm tánh tình. Vì hiểu được nội tâm của chúng ta là gồm có tâm cộng với tánh cộng với tình, cho nên là chúng ta muốn làm chủ nội tâm thì chúng ta phải làm chủ được tâm tánh tình. Chúng ta chịu trách nhiệm về nội tâm có nghĩa là sử dụng nó có hiệu quả, là chúng ta phải sử dụng tâm tánh tình có hiệu quả. Cho nên nó có một cái bài hát là dùng tâm để đón nhận, dùng tánh để đối xử, dùng tình để đối đãi. Dùng tình đối đãi là chọn trân trọng biết ơn, dùng tánh đối xử là dùng bao dung, dùng tâm an vui để đón nhận. Thứ hai là chúng ta biết là cái thân của chúng ta là thân tứ đại. Thân tứ đại của chúng ta là cộng đồng của 6-70 nghìn tỷ tế bào. Mỗi tế bào nó là một cái quả pin và nó có cái cách kết nối với nhau, cho nên cơ thể chúng ta ở góc độ nào đấy là một trường điện từ. Trường điện từ âm dương nhà mình. Khi mà học về thân, về cái cấu trúc con người này á, thì bắt đầu mới hiểu được là nó gọi là cái gì, gọi là tổng nghiệp. Tổng nghiệp. Và trong tổng nghiệp thì chứa 3 khối. Khối công đức là điện từ cân bằng, khối phước đức là điện từ dương, và khối ác đức là điện từ âm. Khối ác đức nó hình thành do làm cho người khác đau khổ. Khối phước đức là làm cho người khác, giúp người khác được hạnh phúc. Còn khối cân bằng là giúp người khác nâng tầm nhận thức. Nghiệp là tất cả những cái suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta, ý khẩu thân. Khi làm cho người khác đau khổ thì tạo ác đức. Nó gieo cái hạt mầm vào trong chúng ta, và khi nào có cơ hội đấy thì chúng ta nhận lại. Giải thích cái này và thông qua đấy để nó gọi là hiểu được cơ chế làm việc của tiềm thức, để chúng ta có thể thay đổi nghiệp được. Đấy là dừng nghiệp, đoạn nghiệp, chuyển nghiệp.
thì bằng cái hiểu biết về hoạt động của tánh người, nó gọi là cơ chế hoạt động của tiềm thức liên quan đến cái cách mà nghiệp trổ, nghiệp dừng, nghiệp đoạn, nghiệp chuyển, và cái hoạt động của tánh người, hoạt động của tánh người mà tạo ra tất cả những cái cơ chế của âm dương cân bằng này. Thông qua cái này thì chúng ta còn biết những cái khái niệm về không gian, thời gian, cái thế giới quan, nhân sinh quan, vũ trụ quan, chính là tất cả do cái rung động năng lượng ở trong chúng ta, để chúng ta đồng bộ hóa với những cái giải tần số nào của vũ trụ, của người khác, để chúng ta nhận ra cái gì. Ví dụ năng lượng của chúng ta cao, tích cực, chúng ta gặp người khác lập tức chúng ta nhìn thấy cái điểm tốt, điểm đẹp của người ta. Khi năng lượng chúng ta thấp, chúng ta nhìn thấy cái điểm xấu, điểm tiêu cực ở vạn vật. Cho nên là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi chúng ta buồn, chúng ta tiêu cực, chúng ta nhìn cái gì cũng xấu, cũng chán, cũng ghét. Và như thế nó mới trổ các cái nghiệp làm cho những cái sự việc bất như ý xảy ra nhiều hơn. Tất nhiên có những người công đức nhiều mà mọi thứ tốt hơn. Và đấy cũng là cách để chúng ta sử dụng thời gian và công sức của chúng ta theo cái cách mà nghiệp của chúng ta nó trổ theo cách nào. Chúng ta có biết có những giai đoạn chúng ta vui, chúng ta hạnh phúc, chúng ta thấy thời gian trôi rất nhanh, nhưng mà chúng ta làm được rất nhiều việc. Thậm chí trong vòng một ngày mà chúng ta làm bằng có khi cả năm, mà một tháng thời gian trôi như vù vù, là do năng lượng chúng ta tốt. Và những việc như ý cứ nối tiếp nhau xảy ra, nó gọi là trùng trùng duyên khởi, mà toàn duyên thiện thôi. Và ngược lại, nếu mà chúng ta ở năng lượng thấp thì thời gian kéo dài lê thê, nhưng thực tế thì thời gian rất ít, nhưng mà nó kéo lê thê và chúng ta chả làm được cái gì cả nhà mình. Và lúc đấy thì cũng họa vô đơn chí. Hôm nay định nói 10 cái về cấu trúc con người nhưng mà hết giờ. Biết ơn cả nhà. Chuẩn bị đến giờ để chuyển việc khác mất rồi. Rất là biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Cảm ơn chị Thành, cảm ơn Đạt. Dạ, kính chào thầy ạ. Em biết ơn thầy ạ. Chào thầy. Ai muốn nghe sâu sắc những cái này mà chưa có clip thì bảo mình để mình báo, mình gửi clip tham khảo nhé. Tham khảo thấy hay thì tham gia vào một lớp nào đấy rất là hay đấy nhà mình. Vâng ạ. Thế là cũng động viên được vợ rồi thì thông gia rồi thì bố vợ 80 tuổi rồi, nhưng mà 2 tháng nay học triền miên. Như thế là bà xã của bố vợ mình nói là bây giờ là ông quên tôi rồi. Suốt ngày học thôi. 80 tuổi rồi nhà mình. Tốt quá. Thấy cái gì hay, cái gì mà bổ ích thì chắc là cũng tự giác thôi thầy ạ. Dạ. Vì biết thì Thành cũng học rồi đúng không? Không ạ, thưa thầy là cũng chưa biết gì về cái này đâu, bởi vì cũng đang muốn tìm hiểu. Cái này là cái mà em Diệu, em quảng cáo lên trên nhóm đấy. Chính là em Diệu. Em Diệu quảng cáo lên trên nhóm. Rồi Huệ Trịnh, rồi thì Hằng, bạn Hằng ở Anh, rồi bạn Huệ ở Úc, rồi bạn Trịnh là người đưa lên đấy. Vâng ạ. Trẻ thì còn có nhiều thời gian học, người lớn tuổi bây giờ nhiều thứ lắm thầy ạ, mà đầu óc thì nó không còn minh mẫn nữa. Cái học từ từ thôi thầy. Dạ, cái chương trình này rất hay, là đầu tiên người ta giúp cho mình biết là nếu mình tin là mình đang 20 tuổi thì tự nhiên cơ chế sinh học của mình nó hướng về 20 tuổi và trẻ. vâng ạ, đang cố gắng tin thầy. Đây, mọi người nghe một cái bài hát xong nghỉ nha. Bài hát mãi mãi tuổi 20 hay lắm. Cái bài hát này có thể nói nó thành một cái sinh học đấy ạ. Tuổi sinh học đúng rồi. Lòng tin của chúng ta quyết định, mà lòng tin của mình hướng là mình nghĩ về đấy thì não mình sẽ sản sinh cái hormone. Đúng rồi. Tuổi thời gian, tuổi sinh học khác nhau mỗi người. Thì là tôi cũng không bảo là trường sinh bất lão đấy. Nhiều tuổi chứ không được già. Đấy là cũng là cái động viên thôi, nhưng mà có ai mà tránh được cái quy luật đâu. Khoa học ấy, từ não đấy. Vâng, rất là khoa học, nhưng rồi có những rồi tất cả cũng phải đi đến một cái chỗ già, rồi cũng có đến cái chỗ chết. Đó là quy luật tất nhiên, chỉ có mình cố gắng mà. Cái dốc nó kéo dài ra chị.
Vâng. Ý là thế, nhưng mà mình có cái, nó có một cái thế này ạ. Khi mà mình rảnh, khi mình rảnh ấy, thì mình nghĩ đến cái an vui, nghĩ đến cái thư giãn, nghĩ đến hít thở. Rồi khi mình nghĩ thì mình nghĩ đến những cái khái niệm tích cực, nghĩ đến cái cách mình khỏe, mình trẻ. Còn khi mà mình cảm xúc thì mình dùng cái trân trọng, biết ơn để đối đãi. Có nghĩa là mình không có gắn cái là thôi đằng nào cũng đến cái hố, sáu cái ván nó đợi sẵn rồi, thế thì làm ăn đếch gì nữa, là chị Thành. Không, không thầy, không, không thì mới theo những cái room như thế này để mà nghe chứ thầy. Nhưng mà ý nói là cũng không thể. Nghe cái bài mãi mãi tuổi 20. Mình vẫn định các bạn trẻ, cho nên mọi cái đều phải từ từ thôi thầy. Em vừa nói tham là quá, không được. Em vừa nói là bố vợ em 80 tuổi mà chị mình năm nay mới có 55 tuổi mà chị đã cứ sốt hết. Nghỉ hưu 10 năm rồi thầy ạ, cộng thêm 10 tuổi nữa. Thì đang muốn giảm 10 tuổi để giảm tiếp đi 25 tuổi. Đây chị nghe đây, chị nghe nhé. Vâng. Quýt khôn ngoan. Wisdom. Tuổi 20 là những chuỗi ngày mộng mơ. Tuổi 20 là những chuỗi ngày khát vọng. Tuổi 20 hăng say gieo truyền nội tâm. Tuổi 20 có quyết ta không lo gì. Tuổi 20 là ánh sáng của tình yêu. Tuổi 20 là những hành nguyện cho đời. Tuổi 20 chung tay xây dựng nhà quyết. Thập kỷ ơi hãy đưa ta đi vào đời. Nhịp bước trong hân hoan, tình mến thương dạt dào, lòng ngập tràn an vui cùng quyến. Hạnh phúc đến thế gian, khổ đau sẽ lụi tàn. Tuổi trẻ 20 mang tâm an đến khắp gian trần. La 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 la. Tuổi 20 là những chuỗi ngày mộng mơ. Tuổi 20 là những chuỗi ngày khát vọng. Tuổi 20 hăng say gieo truyền nội tâm. Tuổi 20 có quyết ta không lo gì. Tuổi 20 là ánh sáng của tình yêu. Tuổi 20 là những hạnh nguyện cho đời. Tuổi 20 chung tay xây dựng nhà quyết. Thập kỷ ơi hãy đưa ta đi vào đời. Nhịp bước trong hân hoan, tình mến thương dạt dào, lòng ngập tràn an vui cùng nguyện. Hạnh phúc đến thế gian, khổ đau sẽ lụi tàn. Tuổi trẻ 20 mang tâm an đến khắp gian trần. Lai 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 lai. Nhịp bước trong hân hoan, tình mến thương dạt dào, lòng ngập tràn an vui cùng quyến. Hạnh phúc đến thế gian, khổ đau sẽ lụi tàn. Tuổi trẻ 20 mang tâm an đến khắp gian trần. Tuổi trẻ 20 mang tâm an đến khắp gian trần. Tuổi trẻ 20 mang tâm an đến khắp gian trần. La 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 la. Đấy là tuổi 20 thầy ơi. Hay là tuổi 70 thì được thì ta hay.
kiếm cho 7 tuổi 70. Vừa nói ông cụ nhà em 80 tuổi rồi mà bây giờ ông như tuổi 20 ấy, thì bây giờ mình lại cứ là cái nói cái nghe cái biết cái thấy lại cứ dính ở đấy rồi. Thế này thì chị muốn già nhanh cũng dễ mà muốn trẻ lại cũng Vâng. dễ. Vâng. Nha. Nói chung là hay. Biết ơn cả nhà, chúc cả nhà ngày mới tốt lành nhé. Dạ, chào, kính chào thầy, chào cả nhà. Anh Chúc ngày Đạt mới an lành. với Quang chiều nay nhá. Ừ. Vâng.